Ayo, ayo, ayo. Hello nha, chào người nha, chào mừng quay trở lại với channel của mình là từ đường phố đây giống người nha. Xin chào tất cả anh em hãy đặt đánh chiến nhé, mình đây từ đường phố đây giúp các bạn ạ. Ok, quay lại clip này, trước khi bắt đầu video thì chúng anh em xem video vui vẻ đừng quên like, share, đăng ký kênh nha, đăng ký phải mình xin người rất nhiều. Quay trở lại clip này thì ok, chúng ta sẽ làm nốt sự kiện anh em nhé ở con đảo này và chúng ta sẽ đại chiến boss tinh anh của bên chiến hàm anh em. Đồng thời thì hôm nay thì mình cũng sẽ ở video này chúng ta cũng sẽ tổng kết tất cả code hiện tại của game Hải Tặc Đại Chiến nhá, còn dùng được cũng gọi là code mới đấy này, dành cho nhiều bạn thứ thắc mắc. Ok, đầu tiên nhận quà đây anh em. Rồi, hôm qua mạng nó lag quá anh em, đêm qua mình thức cả đêm mà quay không nổi video luôn anh em. Nãy giờ đầu giờ sáng dậy sớm quay video cho anh em xem đây. Hôm qua chúng ta còn mấy lượt đánh boss mà nhận quà ăn xui xong anh em đây. Hay còn hai lần đánh boss nữa, giờ mình sẽ làm nốt luôn cho xong. Thề đêm qua ngủ xong là mạng nó lag kinh luôn anh em, không làm gì luôn ạ. À, bữa nay mình biết là về đêm mạng nó lag như vậy á, mà chính ra về đêm mà ít người dùng mà nên mạng nó phải căng chứ anh em. Đây nó lag kinh người ạ, à, không hiểu lý do, sợ thật sự luôn ạ. À, rồi ok, xong boss rồi, tích lũy xếp gói ra mắt thức tỉnh đội chiến viên. Ok, rồi mua thêm 10 túi nữa. Ok, vừa đủ 1 phút luôn này anh em này, vừa đủ 1 phút luôn. Tủ rồi này đã tính sau anh em. Chiêu mộ đặc biệt, ai cha 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 cha, đánh được 100 lần là chúng ta sẽ có được ở đây bao nhiêu, 40 lần anh em, 2 lần đánh boss này, thế này được này. Đầu tiên là mình mở rộng thêm túi đó các bạn nhá, mình sẽ mở rộng thêm cái túi của mình đó. Đây, trong cái sự kiện này thì vàng với cái xếp nói chung là các bạn này đúng không, mình nói đúng không, càng về sau này khi mà bên game nó nâng cấp lên các dòng tướng mới anh em thì nó và quà cáp chúng ta về chơi các sự kiện rất là nhiều anh em nhìn thấy không. Đấy, mình đấy ở sự kiện này mình vàng với cả belly xếp các kiểu mình rất là nhiều anh em nhá, khá hồ luôn. Xem nào, tướng mình giờ đã được 236 365 túi rồi anh em, à hồi 10. Úi dồi ôi, giờ tha hồ túi để mà đi chiêu mộ anh em nhá, không phải lo no nghĩ nữa như mấy ngày trước thậm tí là bị kẹp túi đâu. Rồi cứ cố gắng hốt đến 100 lần này nữa anh em, mình mới đi qua nhìn được 3 phát thì phải hết hơn 70 lần một túi nữa các bạn. 10k kim cương cố gắng cày các bạn, cày kiểu tính 1k 1k một là nhanh lắm anh em. Thế khi các bạn trong sự kiện bạn mới phát hiện ra các bạn tiêu được khoảng 30 40k kim cương rồi chứ không phải không đâu. Này nó là như vậy đấy anh em. Rồi xem nào, độ nhân phẩm hôm bữa mình mở ra được một Sanji đây anh em này, hôm bữa mình mở được một cháu Sanji ở cái này này. Đúng kiểu lúc không quay video ấy, thì nhân phẩm nó tới anh em, nó quay video thì chẳng thấy gì các bạn, đèn lắm luôn ạ. Xem nào, xem nào. X10, X10 Izo à, Izo Master, Master, gọi là Master anh em. Tiến sĩ giáo sư Master đây anh em. Ok, nhận nào. Ôi đèn đấy nhờ. Đấy đâu, thể quay video đèn lắm luôn. Ông muốn mình mở được Sanji, tí mình lấy ảnh cho anh em xem. Tí mình lấy ảnh cho anh em xem, muốn mình mở được 6 Sanji đấy thật mà. Thề không quay video thì hên thật sự luôn á. Quay video đen thôi rồi luôn, nhân phẩm nó không tới ạ. Nhân phẩm chưa tới tầm. Rồi ok, hốt quà này anh em. Hốt quà nào. Sợ 40 lần đánh boss anh em ngon lành. Đây là 14 vé quay nữa. Bây giờ mình lại gần được như 80 vé quay trong túi rồi anh em. Ngon thật sự các bạn. Ok, chúng ta đi đánh boss tiếp. Lại có 2 lần đánh boss nữa anh em, lại được 1k kim cương. Xong rồi lại đi mua được thêm mấy đứa anh em. Ngon lành thật sự luôn. Cái sự kiện lần này chơi nói chung là quá đỉnh luôn các bạn. Nhận. Cốc bia. Đấy, suốt ngày chỉ ăn thì đánh boss thôi anh em, đánh boss hốt quà thôi. Đấy, lại hốt quà. Rồi giờ thì lại đi mua tiếp anh em. Kho báu. À hay còn 5 lần thôi anh em, mình mua ở đây không? 4 lần nữa thôi. Các bạn thấy nhanh không? Đấy, sự kiện này không biết thế nào nhưng mình tiêu 16k kim cương đấy rồi anh em nhé. Đổ thêm đồ của cháu Usopp nữa là đã hết hơn 40k kim cương anh em. Đấy lại có 17 thùng bia này. Nhanh thật sự. Mà mình đang còn thiếu gần 50 thùng nữa là nhận được một cháu ấy rồi. Ngon lành, quá ăn cày thôi anh em. Rồi, ok, tiếp tục chúng ta sẽ mở 20 năm dương này xem nào. Okara. Ui,
Tiếp tục là 15 cái. Ui, được một bộ thương lái này anh em này. Một bộ thương lái, một bộ quý tộc. Cũng được của nó anh em, nhưng mà không ra được bộ Hải Âu nhờ. Quên nó mở nhầm dương. Một bộ Hải Âu nào. 28 là đánh boss anh em, chỉ vào này hốt con boss luôn rồi. Ui, tha hồ dương này anh em này. Thôi cái này tí mình auto mình mở tay sau nhá. Rồi, tiếp tục. Vào đánh boss Thất Phú Hải anh em. Tấn công, ủy thác 28 lần. Không biết là hết bao nhiêu phần trăm bạn. Con boss này có 4% thôi. Ok. Tấn công. Vẫn chưa ăn được nó à. Còn 15% nữa anh em là BO chết với mình. Ngon lành. Xem nào, tiếp theo vào sự kiện xem còn gì hot nữa không. Xem còn cái gì để dùng nữa không bạn. 82 cái. Ui, ngon thật sự anh em. Vàng nữa này. Chu trà tha hồ vàng mà dùng anh em. Nên ra giờ mình chưa dùng đâu nhưng thôi cứ dùng luôn đi. Để lúc bí thì dùng hợp lý hơn nhưng thôi anh em. Dùng luôn, lúc nào cần cứ thế tiêu đỡ mất công. Hôm qua thì mình có làm qua cái nhiệm vụ thông thạo anh em. Thề thấy nó có khó ghê anh em này. Đó, cứ phải hoàn thành 3 bước xong anh em lại mở lần mới này này. Kiểu như này, đó, lại làm lại. Ui, xuất. Thấy nó khó thôi rồi làm sao á. Đúng rồi. Quý đặc thù, xem là toàn server. Sắp mở đầu dương mới rồi. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với màn đó là đại chiến boss anh em nhá. Hôm nay thì tinh anh, hôm qua thì các bạn cũng biết rồi. Hôm qua thì mình có mở được boss tinh anh của bên chiến hàm anh em. Tổng có thể chúng ta có 4 lần đánh anh em. Và boss chúng ta đánh là cháu Kuma các bạn nhá. Anh em server đã đánh được 200. Ui đó cái này khó quá anh em. 2580m thì phải. Vì có số chấm phẩy, thế vậy anh em. Ok, để mình ra trận xem nào. Để mình ra trận xem là mình sẽ đánh được bao nhiêu đây. Nami, cà rốt. Rồi, chiến hàm. Chiến. Ok, ra trận nào. Đâu rồi. Nát à. Ô, nát hay sao các bạn. Ô. Nát à. Đùa bị lag à. Nữa hả? Từ từ. Không đủ lượt đánh. Ui. Ô, đùa như thật các bạn. Ui. Cái chuyện gì vậy trời? Có bạn nào giải thích được không? Mạng nó mình bị lag sao vậy? Nếu mạng cho mình bị lag anh em, chưa kịp làm gì mà. Ô, đã đánh gì đâu mà sao nó mất 4 lượt rồi. Có lượng sát thương cộng vào rồi, nhưng mà ý đang nói mình đã đánh được gì đâu. Nhưng tính ra mình đến ít sát thương nhờ. Lúc nãy là 2850 đúng không? Giờ là 3200, vậy là mình đánh được có 4000 anh em. Mình đánh được có 4000 sát thương. Đúng không? Đấy là 2800. Đúng rồi, mình đánh được có 400.000 thì đúng hơn anh em. 400.000 sát thương thì cộng với 28 kia là đúng rồi. Ui. Mà tiếc cái lại không xem được các bạn, nát thật sự ạ. Đấy, giờ đấy là đơn rồi. Buồn thế nhờ. Đánh mãi nó lên cái tầm này để mà để hôm nay được xem. Thôi thì ngày mai anh em, chúng ta cố gắng ngày mai mạng nó ổn định hơn chúng ta lại xem lại tiếp vậy. Ok, xem tổng bộ có gì làm không. Rồi chúng ta sẽ qua sở mới tổng hợp code nha bạn nhá. Xem hiện giờ bên game còn bao nhiêu code. Mình dám khẳng định với các bạn hiện giờ tình trạng của nó đang bị xuất hiện đó là tình trạng nát các bạn ạ. Chắc chắn 100% là giờ đang bị tình trạng nát nó bao vây anh em. Tuổi đỏ. Xem nào. 165 thôi à. Ờ, cứ từ từ này cũng được, ổn rồi anh em. Thôi giờ chúng ta còn mới xem còn bao nhiêu code dùng được nhé các bạn nhé. Ok. Ok, mạng nát. Quá, 1, 2, 2. Nát. Quá, 1, 2. Chiếu số 2 này, chữ V đó. Rồi, ok. Mạng nát.
khóa 12a@gmail.com. Rồi, ok các bạn. Giờ mình cày nha, để phần nhập cốt mình sẽ quay anh em xem. Ok các bạn. Đấy, giờ thì anh em qua server mới ngày hôm nay cuối tuần đúng không các bạn? Đấy, hắn còn nhận được quà lái xe là anh em này ngon này, cái quà lái xe này ngon nhá, 20 thùng bia là ngon rồi. Giờ thì mình sẽ thử đi, giờ chúng ta sẽ đi nhập cốt nhá. Nói là nhập cốt thì cốt có gì mới đâu anh em, có mỗi cốt livestream hôm qua là cốt mới thôi anh em, còn lại toàn cốt cũ hết. Đấy, nó cơ bản như vậy cho anh em đỡ khỏi có nhiều bạn cứ comment mệt ạ. Đây có Calami livestream này, đó, cái này là mới nhất hiện giờ anh em nhá. Đấy, tiếp theo là cái cốt tuần. Đấy, cả tuần này là có hai cốt này cốt mới anh em, còn lại toàn cốt cũ thôi anh em. Đó. Bây giờ chúng ta cũng hết cốt rồi, còn có 10 cái thôi các bạn. Đấy. Cốt thì mình có để dưới phần mô tả đây anh em nhá. Đó. Cốt thì mình có đang đều để dưới phần mô tả đây, anh em nào muốn nhập thì cứ xuống đấy nhập và đi săn tướng ở server mới nhá. Và giờ qua server mới thì anh em cũng không thể nào mua được 40 thùng bia như tuần trước đâu anh em. Tuần trước thì các bạn có thể mua 40 thùng bia được quẩy, chứ tuần này thì không có anh em nhá. Hôm nay thì may có sự kiện có Lamy cho thêm 20 thùng, thì còn có tí thùng bia và quẩy anh em. Đó, không là cũng hết luôn. Đấy, giờ qua xe mới nó buồn vậy đây anh em ạ. Rồi, ok. Với số lượng này thì chúng ta sẽ thu về được 35 thùng bia anh em. 2k rưỡi úp, 2k8 kim cương này cũng ngon này. Nhưng vẫn chưa đủ các bạn, phải 5k cơ. Được 80 lần là đánh boss luôn ạ. 4 lần đánh boss này anh em này. Ui, 4 lần đánh boss là cũng được đấy chứ. Cũng ra gì vào này lọ phết, mình thử đánh coi nào. 4 lần đánh boss là như là được em đúng không? Hên xui đủ đấy các bạn. Các bạn đánh boss này là hên xui là cũng lại đủ hoàn lại đều đủ kim cương này. Một lần. Cái một lần gần 300 kim cương mà 4312 anh em, 1k2 nữa, 1k2 là vào 4k rồi. Đúng không? 1k2, 1k2, 4k kim cương anh em. 1k2 là 4k kim cương rồi. Đấy. Các bạn cày thêm 1k kim cương nữa thôi là các bạn có thể mua thêm 40 thùng bia nữa rồi. Ngon lành. Ây chà. Game này dễ. Ok, giờ chúng ta chiêu mộ nhá. Lại tiếp tục anh em săn rúp coi nào. Thấy mấy bác độ được nhân phẩm ra rúp mà. Hôm bữa mình thấy có bác đã độ được nhân phẩm ra rúp rồi đấy. Mình độ nhân phẩm máy vẫn chưa ra anh em. Các bác nào ra độ ra chưa? Comment phát coi nào. Đấy, rúp của mình ra được có như từ hôm thứ 6 này là 3 ngày rồi. Đấy, bác nào độ được nhân phẩm ra cho rúp NV chưa? Đấy, bác nào độ được ra rồi thì comment chơi coi nào. Không ra cái gì hết các bạn. Thôi hốt quà về thôi nào. Đấy, lại có 15 lần đánh boss anh em kìa, vào lại được một lần đánh boss nữa này. Ui, cái lượt đánh boss này thì tính ra dễ kiếm nha các bạn nhá. Đấy. Thấy không? Động một tí là đủ lượt đánh boss rồi. Lại ngon lành cành đào rồi anh em. Mà công nhận các bạn có thể công nhận mạng nó không lag, quay video xem nó không sướng không anh em. Đêm qua cứ quay một tí lại phải dừng, quay một tí lại phải dừng, buồn thôi rồi luôn ạ. 25 dương, xem nào. Từ bữa giờ mình chưa mở ra một bộ Hải Âu nào luôn nha anh em nhá. Thề luôn. Ây chà, xem nào. Lột cái cuối cùng. Ok, thôi chắc video mình cũng xin phép dừng đây thôi. Hẹn gặp anh em ở clip theo nhé. Cảm ơn anh em dõi video của mình rất nhiều. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp mọi người clip theo. Bye bye. Chúc anh em xem video vui vẻ. Tạm biệt.